Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một bài học thuộc phân môn tập làm văn. Các em còn nhớ là ở tuần thứ 20, cô đã dạy cho các em bài tìm hiểu chung. Và trong cái bài này, các em còn nhớ thế nào là bài văn miêu tả và khi miêu tả cần vận dụng những kỹ năng nào không nè? Còn nhớ không? Văn miêu tả là loại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, con người, phong cảnh, làm cho những cái đó như hiện lên trước mắt người đọc, người nghe. Trong văn miêu tả, năng lực quan sát của người viết, người nói thường bộc lộ rõ nhất. Và muốn cho miêu tả được, trước hết người ta phải biết quan sát, rồi từ đó nhận xét, liên tưởng, tưởng tượng, ví von, so sánh để làm nổi bật lên những đặc điểm tiêu biểu của sự vật. Và ở tiểu học thì các em đã biết rồi, văn miêu tả thì có hai kiểu bài chính, một là tả cảnh và hai là tả người. Và ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phương pháp mà mình viết một cái bài văn tả cảnh nha. Bây giờ các em mở sách giáo khoa ra, mình đi vào cái phần thứ nhất nè. Phần 1 là mã phương pháp viết bài văn tả cảnh. Các em xem cho cô cái ví dụ ở sách giáo khoa trang 45 và 46. Trong hai cái trang này thì có ba cái ví dụ A, B và C. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em lần lượt tìm hiểu từng ví dụ một nha. Ví dụ A nè, đoạn văn A. Đây là một cái đoạn văn mà Võ Quảng miêu tả về nhân vật nào các em? Đó là nhân vật Dượng Hương Thư. Các em hãy đọc lại cái đoạn văn đó một lần đi nè. Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt, thuyền cố lớn lên, Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn quai lên hùng vĩ. Đoạn văn còn tiếp tục cái phần sau đó, các em cứ đọc tiếp. Vậy thì khi mà mình đọc xong cái đoạn văn này rồi, các em xem coi, đây là một cái đoạn văn tả Dượng Hương Thư, vượt thác. Nhưng tại sao ta có thể nói rằng qua hình ảnh nhân vật Dượng Hương Thư vượt thác, ta có thể hình dung được những nét tiêu biểu gì của cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ? Cô lặp lại câu hỏi nha. Tại sao có thể nói qua hình ảnh nhân vật Dượng Hương Thư vượt thác, ta có thể hình dung được những nét tiêu biểu của cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ? Vì sao các em? Qua hình ảnh Dượng Hương Thư được miêu tả trong một chặng đường vượt thác, ta có thể hình dung ra cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ là vì con người phải dũng cảm, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và thạo việc, phải huy động toàn bộ trí lực và sức lực như Dượng Hương Thư khi vượt thác, chứng tỏ rằng sự vượt thác đó là vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Sức nước chảy rất mạnh, dễ dàng lật con thuyền ngược trở lại. Dòng chảy hẹp và cạn nên thuyền cũng dễ dàng va vào đá. Đó là cảnh sắc tiêu biểu của con sông có nhiều thác dữ. Cho nên, mặc dù là tác giả miêu tả ngoại hình và hành động của nhân vật Dượng Hương Thư, nhưng qua cái ngoại hình và hành động đó cũng đủ làm để cho người đọc cảm nhận được rằng cảnh sắc ở khúc sông Thu Bồn này là một cái cảnh sắc mà có rất là nhiều thác dữ, hiểm trở và khó để vượt qua. Người ta gọi cái cách miêu tả này là miêu tả gì các em? Gọi là gián tiếp. Bây giờ ta chuyển sang cái đoạn thứ hai, đoạn B nha. Đoạn B là một đoạn văn của Đoàn Giỏi. Các em hãy đọc lại cái đoạn văn này một lần. Mình đọc xong rồi, mình hãy cho biết coi ở cái đoạn văn này tác giả đã tả cái quang cảnh gì. Đoạn văn này miêu tả quang cảnh dòng sông Năm Căn và rừng đước ở Cà Mau. Để miêu tả cái dòng sông Năm Căn thì tác giả đã lựa chọn những hình ảnh nào và miêu tả cảnh vật ấy theo thứ tự nào? Có những cái hình ảnh nào mà được tác giả đưa vào trong cái đoạn văn này nè. Thứ nhất là nước sông ầm ầm đổ ra biển, ngày đêm như thác nè. Thứ hai là cá nước bơi hàng đàn đen trũi nè. Rồi thứ ba là thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước. Thứ tư là rừng đước dựng lên cao ngất. Nhân dân. Vậy thì các em thấy là ở đây tác giả đã miêu tả theo thứ tự không gian, tức là đi từ gần đến xa
và từ dưới sông rồi trở ngược lên đến trên bờ. Cái trình tự miêu tả như vậy có hợp lý hay không? Theo các em thì có hợp lý không nè? Đây là một trình tự miêu tả hoàn toàn hợp lý, vì người tả đang ngồi trên thuyền xuôi từ kinh ra sông, cho nên cảnh diễn tả trước mắt phải là cảnh dòng sông nước chảy rồi mới đến cảnh vật hai bên bờ. Vậy thì bây giờ ta sẽ chuyển sang cái đoạn văn thứ ba. Nói là đoạn văn nhưng thực chất đây là một cái văn bản trọn vẹn các em, bài Lũy Làng của Ngô Văn Phú. Bài văn Lũy Làng của Ngô Văn Phú, các em có thể dở cái bài văn đó ra và xem lại nha. Xem lại cái bài văn đó một lần. Các em đọc một lần đi. Rồi các em xem coi cái văn bản này là một cái bài văn miêu tả có 3 phần tương đối là trọn vẹn. Em hãy chỉ ra và tóm tắt các ý của mỗi phần. Từ dàn ý đó hãy nhận xét về thứ tự miêu tả của tác giả trong cái bài văn này. Chỉ ra và tóm tắt ý của mỗi phần trong cái bài bài C. Bài này có 3 phần. Phải không? Phần đầu, phần mở đầu á, từ đầu cho đến màu của lũy. Đoạn này có nội dung gì các em? Tác giả dùng để giới thiệu khái quát về lũy tre làng. Rồi, phần tiếp theo, phần thứ hai đó mình có thể xem là phần thân bài, từ tiếp theo cho đến không rõ. Phần này tác giả dành để miêu tả lần lượt 3 vòng tre của lũy làng. Và phần kết bài, phần còn lại nêu cảm nghĩ và nhận xét về loài tre. Bài văn được chia làm 3 phần rất là rõ rệt. Em có nhận xét gì về trình tự miêu tả của tác giả trong cái bài văn này? Này, tác giả đi từ khái quát cho đến cụ thể và đi từ từ ngoài vào trong. Các em thấy cái vị trí quan sát của tác giả là ở đâu nè? Đứng từ ngoài và nhìn vào vào trong. Từ cái đoạn văn này, em hãy nêu ra coi, khi mà mình làm một cái bài văn tả cảnh thì cái bài văn tả cảnh cần phải có những cái yêu cầu gì? Muốn xác định được cái muốn tả cảnh thì trước nhất là mình phải xác định được cái đối tượng mình cần miêu tả. Sau đó là mình quan sát lựa chọn được những cái hình ảnh tiêu biểu, rồi mình đi trình bày lại những cái điều mà mình quan sát được đó theo một cái thứ tự thật là hợp lý. Vậy bố cục của một bài văn tả cảnh thì gồm có mấy phần á? Bố cục của bài văn tả cảnh thường có 3 phần. Phần mở bài giới thiệu cái cảnh mà được tả. Rồi, phần thân bài tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một cái thứ tự, và phần kết bài là thường phát biểu cảm nghĩ của mình về cái cảnh vật đó. Vậy là cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong cái phương pháp viết một cái bài văn tả cảnh. Phần này các em nhớ dở cái ghi nhớ ở trang 47 của sách giáo khoa và các em ghi vào trong tập để mình học bài nha. Vậy là mình học xong cái phương pháp tả cảnh thì mình nhớ cho cô hai đơn vị kiến thức nè. Thứ nhất là muốn tả cảnh thì mình cần phải làm gì, và thứ hai là bố cục của một cái bài văn tả cảnh. Bây giờ mình chuyển sang mình phải làm những cái bài tập ở bên dưới ở trong cái phần luyện tập đó. Ta chuyển sang phần bây giờ xem cho cô cái bài tập số 1 ở trang 47 nè. Người ta cho mình nếu phải tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn thì em sẽ miêu tả như thế nào? Hãy suy nghĩ và trả lời theo gợi ý sau. Em sẽ quan sát và lựa chọn những hình ảnh cụ thể tiêu biểu nào cho quang cảnh ấy. Em định miêu tả quang cảnh ấy theo thứ tự như thế nào? Và yêu cầu mình hãy viết cái phần mở bài và kết bài cho cái bài văn này. Này, vậy thì trong cái tiết viết bài tập làm văn thì thường các em sẽ thấy có hình ảnh của cô giáo nè. Cô giáo thì thường làm những cái hoạt động gì các em? Cô vào lớp, cô đọc đề, cô chép bài, rồi cô quan sát các em làm bài như thế nào đó. Rồi cái cảnh, cái không khí lớp học của mình lúc đó như thế nào? Cái quang cảnh chung của phòng học. Cái cảnh các em học sinh ngồi làm bài, rồi xong rồi cô thu bài, và các em có thể miêu tả thêm tí xíu nữa cái cảnh ở ngoài lớp học. Đó là cái gợi ý của cô cho các em khi mà các em ở nhà các em tự làm cái bài tập số 1. Và
Và cái trình tự miêu tả thì các em có thể chọn theo cái trình tự không gian hoặc là thời gian tùy mình. Mình cảm thấy cái trình tự nào mà hợp lý thì mình làm, chứ cái này cô không có ép buộc các em phải miêu tả theo trình tự nào hết nha. Rồi, ở đây cô có thể gợi ý cho các em hai cái cách, hai cái đoạn văn, một cái đoạn mở bài và một cái đoạn kết bài ha. Cái phần mở bài, các em có thể bắt đầu bằng cái tiếng trống nè, báo hiệu tùng tùng tùng, trống trường báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Các bạn đã có mặt đầy đủ trong lớp vì hôm nay lớp em có tiết viết bài tập làm văn. Do cô giáo đã báo trước nên lớp em ai cũng tự tin vì đã chuẩn bị bài sẵn sàng. Các em có thể tham khảo một cái phần mở bài như vậy. Ở cái phần kết bài, cô cũng có cho các em một cái đoạn kết mẫu để các em có thể tham khảo nè. Tiếng trống vang lên giòn giã, báo hiệu đã hết giờ. Cô bảo chúng em dừng bút rồi bạn lớp trưởng đến từng bàn thu bài. Lớp trưởng thu bài xong nộp bài lại cho cô giáo. Cả lớp ai cũng hy vọng mình được điểm cao trong bài tập làm văn này. Đó là hai cái gợi ý mở bài và kết bài. Các em có thể tham khảo để thực hiện cái bài tập của mình ở nhà cho tốt nha. Bây giờ với cái bài tập số 2 ở trang 47. Nếu phải tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi thì trong phần thân bài em sẽ miêu tả theo thứ tự nào? Theo thứ tự không gian, từ xa tới gần, hay theo thứ tự thời gian, trước, trong và sau khi ra chơi? Hãy lựa chọn một cảnh của sân trường trong giờ ra chơi ấy để viết thành một đoạn văn miêu tả. Ở cái phần này thì cô yêu cầu các em viết một đoạn thôi, hoàn thành một đoạn, chứ không yêu cầu hoàn thành một bài. Và cái thứ tự nào thì tùy các em lựa chọn ha. Rồi, ở đây cô gợi ý sẵn nè. Về trình tự thì mình có thể chọn cái trình tự không gian, từ xa tới gần, từ giữa đến xung quanh, hay là khái quát đến cụ thể. Thời gian thì mình có thể chọn trước giờ ra chơi, trong giờ ra chơi và sau giờ ra chơi. Và cô nghĩ là với cái đề bài này thì các em nên chọn theo cái trình tự thời gian, các em sẽ dễ viết bài hơn. Rồi, cái cảnh sắc mà các em tiêu biểu, cảnh sắc tiêu biểu mà các em quan sát được đó, ví dụ như cái không khí chung nè, những cái hoạt động cụ thể của học sinh trong giờ ra chơi như thế nào đó. Nhớ là mình viết cho nó phù hợp với cái tình hình của trường mình hiện giờ nha. Bởi vì có rất là nhiều em mà khi viết hay lấy cái bài mẫu của lớp 5 đó, lúc đó là các em sẽ viết những cái đoạn mà ở cái sân trường tiểu học của các em á, những cái hoạt động nó không còn phù hợp với trường trung học cơ sở của mình bây giờ. Cho nên khi các em viết bài thì các em đặc biệt lưu ý chỗ này. Đoạn văn mẫu đó nha. Cô trở ngược lại cái đoạn văn mẫu cho các em xem nè. Có thể đọc cái đoạn văn mẫu này, tham khảo nó và ở nhà mình tự hoàn thành cái đoạn văn cho riêng mình nhé các em. Với cái bài tập số 3, hãy đọc lại cái bài văn biển đẹp và rút lại thành một cái dàn ý. Bài văn biển đẹp ở trang 47 và 48 của sách giáo khoa. Đây là một cái bài văn rất là hay của nhà văn Vũ Tú Nam các em. Các em đọc cái bài văn này và tự mình sắp xếp nó lại thành ý. Và ở đây cô đã có một cái dàn ý mẫu gợi sẵn cho các em nè. Này, bài văn biển đẹp. Cảnh đẹp của biển ở nhiều thời điểm khác nhau. Buổi sáng, rồi buổi trưa, buổi chiều, ngày mưa rào, ngày nắng sớm. Rồi. Và sau đó là kết bài, tác giả đi nêu nhận xét và suy nghĩ về sự thay đổi cảnh sắc của biển. Vậy thì nhìn vào cái dàn ý của cái bài văn này, các em có nhận ra nó có gì khác biệt so với dàn ý của bài văn miêu tả mà cô dạy ở trên hồi nãy không nè? Bài văn hoàn toàn không có phần mở bài. Và tác giả không miêu tả theo một cái trình tự nào hết. Tác giả chỉ miêu tả cái vẻ đẹp của biển ở nhiều cái thời điểm khác nhau trong bài, theo trong ngày, cô xin lỗi, trong ngày, theo cái cảm nhận của tác giả. Thời điểm nào mà tác giả cảm nhận thấy biển đẹp thì tác giả miêu tả. Nhưng nó hoàn toàn có cái sự liên kết với nhau và rất là hay và độc đáo. Đây là cái cảm nhận và cách viết của một nhà văn. Còn với các em là học sinh thì khi mà mình làm bài, các em cần lưu ý mình luôn hoàn thành theo cái bố cục 3 phần, có đủ mở bài, thân bài và kết bài nhé các em. Vậy là cô vừa dẫn các em tìm hiểu xong cái phần bài tập luôn á. Vậy thì bây giờ ở nhà khi mà mình tự học thì mình cần làm gì cho cô nè? Học bài á, khi học bài các em cần nắm cái cách làm bài văn miêu tả, cái bố cục của bài văn miêu tả nó có mấy phần ha, mình viết từng phần cho nó rõ ràng, nó hợp lý. Rồi, với ở cái bài học này thì cô có cho một cái bài tập làm văn số 5. Bài này các em làm ở nhà và các em hoàn thành nó vào trong một cái tờ giấy kiểm tra luôn nha.
À, đề bài như sau: tả lại quang cảnh sân trường em vào giờ ra chơi. À, các em ở nhà và các em hoàn thành cái bài tập làm văn này vào tờ giấy kiểm tra, rồi các em giữ nó đi. Khi nào mình gặp nhau thì các em sẽ nộp bài đó lại cho cô để cho cô chấm lấy điểm. Mà bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn vui khỏe và học tập thật tốt nha.